Chiều nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra hai trận tứ kết trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferrari Cup 2024. Không có bất ngờ nào xảy ra, các đội bóng được đánh giá là mạnh hơn đều giành chiến thắng. Trong trận đấu tứ kết đầu tiên diễn ra giữa câu lạc bộ Expressway Hàn Quốc, đội đứng đầu bảng A gặp câu lạc bộ King Wayne Taipei Đài Loan Trung Quốc, đội xếp thứ tư của bảng B, được đánh giá cao hơn, đại diện đến từ Hàn Quốc đã chơi chủ động, tự tin và thể hiện điểm mạnh của mình ngay từ đầu trận đấu. Trong đó những pha tấn công biên và nhanh trên lưới tỏ ra rất hiệu quả. Đội bóng Hàn Quốc đã thể hiện sự vượt trội ngay cả khi đội trưởng Kang Soo-hee bất ngờ gặp phải chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu. Các cô gái đến từ Đài Loan Trung Quốc mặc dù họ đã tạo cho đội bóng xứ Hàn một số khó khăn nhất định, nhưng với chất lượng đội hình tốt, các cô gái Hàn Quốc đã giành thắng lợi chung cuộc 3-0 và trở thành cái tên đầu tiên giành suất vào bán kết VTV Cup năm nay. Trong trận bán kết thứ hai giữa câu lạc bộ Cora Benka Nga đứng thứ nhất bảng B gặp câu lạc bộ Pain Masters Philippines xếp thứ tư bảng A. Các cô gái Philippines có nhiều sự tiến bộ hơn so với các trận vòng bảng. Họ chơi tự tin, thể hiện khá tốt khả năng tấn công hai biên. Nhiều thời điểm của trận đấu họ chơi tốt, bám đuổi sát sao về tỷ số so với đối phương. Nhưng như thế là chưa đủ để khuất phục được các cô gái Nga có trình độ chuyên môn và chiều cao vượt trội hơn. Dù rất cố gắng, song đại diện đến từ Philippines đã phải nhận thất bại chung cuộc của trận đấu với tỷ số 1-3. Với thắng lợi này, các cô gái Nga là đội thứ hai giành quyền vào vòng bán kết.